Sau khi học xong buổi livestream của chị Hiên, em đã quyết định tham gia thử thách. Nếu như ở khổ thơ trên, Quang Dũng đã làm nổi bật vẻ đẹp, làm nổi bật kỷ niệm tình quân dông dân ấm áp, nồng nàn của những người lính Tây Tiến với cả đồng bào Tây Bắc, thì đến với khổ thơ thứ ba thì nhà thơ đã khắc họa vô cùng đẹp bức tượng đài người lính hiên ngang, hào hùng, oai phong lẫm liệt. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trường gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ phiễn xứ, chuyến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Có thể nói hình ảnh đoàn binh Tây Tiến hiện lên là những chiến binh trẻ luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, lực lượng hùng hậu, dũng cảm. Cả đoàn binh không mọc tóc bởi vì những trận sốt rét rừng khắc nghiệt, cũng bởi vì họ muốn tự cắt chạm cạo trọc đầu mình để dùng với đồng đội để dễ dàng chiến đấu. Có lẽ bởi vậy mà ở trong bài Lên Cấm Sơn, Thôi Hữu cũng đã từng viết: khuôn mặt đã lên màu bệnh tật, đâu còn tươi nữa những ngày hoa. Ba chữ không mọc tóc, đại ảo ngữ, dường như đã gọi tả được hoàn toàn sự hiên ngang ngạo nghễ của những người lính Tây Tiến. Họ mang trong mình vẻ đẹp hùng tráng, quân phục xanh, cành lá ngụy trang xanh, hòa lẫn cả vào thiên nhiên núi rừng Tây Bắc xanh, dường như là đã làm nhòe đi được làn da xanh giòn vì sốt rét của những người lính Tây Tiến. Họ toát lên vẻ đẹp dữ dằn, thiêng liêng, đầy sức mạnh. Họ làm chủ núi rừng, nối tiếp thế hệ chiến đấu, đống chạy chiến đấu bảo vệ tổ quốc của dân tộc, của tổ tiên. Những người lính họ mang trong mình một lý tưởng vô cùng cao đẹp. Trong mắt mắt trừng là đôi mắt to luôn mở trừng trừng, đôi mắt ấy ngời lên đầy ý chí sắt đá. Họ mang trong mình giấc mộng thời đại Hồ Chí Minh, giấc mộng hòa bình của cho tổ quốc nước bạn Lào. Phạm Ngũ Lão cũng đã từng viết: tam quân trì hổ tỳ hổ chí thôn ngưu. Có thể nói những người lính Tây Tiến họ cũng mang một vẻ đẹp như những trang anh hùng thời xưa. Bên những người lính Tây Tiến, họ mang trong mình ý chí thép và mang trong mình cả một tâm hồn lãng mạn hào hoa. Họ nhớ về Hà Nội, nhớ về quê hương dân tộc. Hà Nội đẹp như một người con gái yêu kiều, nhớ những người thiếu nữ Hà Thành. Mối tình đầu ấp ủ trong tim họ, người thiếu nữ Hà Thành thanh lịch như mang tất cả sự thơm tho của đất trời. Chỉ có thể trở về Hà Nội trong giấc mơ đẹp của đời mình, tâm hồn người lính tràn đầy thơ và mộng, hay bởi vì Hà Nội chính là gốc rễ, là cội nguồn của họ. Từ thuở mang gươm đi mở cõi trời Nam thương nhớ đất Thăng Long, những người lính họ hy sinh rải rác khắp chiến trường, khắp biên giới của Tổ quốc bằng những cụm từ Hán Việt. Bằng những cụm từ Hán Việt, Quang Dũng đã khắc họa được biết bao sự hùng tráng của họ. Người chiến sĩ ở độ tuổi 20 đáng lẽ họ phải làm những điều mình thích, mang trong mình những hoài bão, thực hiện nó, tạo nên ước mơ của riêng mình, thì những chiến sĩ của chúng ta lại hy sinh thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói những người lính họ đẹp như những viên minh châu luôn sáng ngời, tỏa sáng rực rỡ khắp đất trời Tổ quốc. Trong mắt người còn sống, tấm áo của người đã khuất như những chiếc áo bào. Những người lính họ hy sinh như những anh hùng tráng sĩ thời xưa. Người lính ra đi thanh thản, trở về trong lòng đất mẹ. Sự ra đi của linh hồn của họ đã hòa vào sông núi đất trời, một sự ra đi vô cùng bình yên, thầm lặng, thanh thản. Sông Mã gầm lên đau đớn. Quang Dũng đã nhân hóa dòng sông Mã để diễn tả nỗi đau trong lòng những người còn sống. Họ tiếc thương đồng đội, câu thơ mang âm hưởng bi tráng. Có thể nói sự hy sinh của những người lính
ngay cả thiên nhiên cũng phải gào thét vì họ, vì đau thương. Người lính Tây Tiến sống dũng cảm, chết hào hùng, xứng đáng với quê hương, tổ quốc.